Bất ngờ mùa trung thu này, Nico, xe điều khiển độc đáo đến từ Nhật Bản, trình làng hai chiến binh mới, Alien Banish, chiến binh hoang dã, Alien Panic, chiến binh thiên hà, tần số 2.4 GHz, cho phép 10 người chơi cùng lúc. Chuột đuổi ngoan mục với khoảng cách điều khiển lên tới 40m. Wow, đèn LED mạnh mẽ cho cả phía trước và phía sau. Alien Panic quá nhanh quá nguy hiểm với tốc độ vượt trội. Vui trung thu giảm giá cực sốc 50%, chỉ còn 500.000 đồng. Sản phẩm có bán tại hệ thống Makinom và các cửa hàng đồ chơi do Việt Tinh Anh phân phối.